Ngày 26 tháng 9 đến ngày 13 tháng 10 năm 2022, Công an thành phố Châu Đốc tổ chức tập quấn điều lệnh huấn luyện quân sự võ thuật năm 2022 cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về điều lệnh quân sự võ thuật Công an nhân dân. Sau 3 tuần tập luyện, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an thành phố được kiểm tra các nội dung như điều lệnh đội ngũ gồm chào khi đội mũ và khung đội mũ đi đều, đi nghiêm, nghi lễ chào cờ Tổ quốc, nghi lễ thăng cấp bậc hàm, nâng lương, lễ công bố quyết định bổ nhiệm, các hình thức khen thưởng, võ thuật với các bài võ tổng hợp 25, 38, 44 động tác của công an nhân dân và cách tháo lắp súng tiểu liên AK47, K59, K54. Lớp tập quấn là hoạt động thường niên của Công an thành phố Châu Đốc nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng nâng cao trình độ cập nhật các văn bản mới, thuần thục về quân sự, võ thuật, rèn luyện sức khỏe, có thêm bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động hơn trong công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.